cái có một món quà này tặng bạn trai. Bây giờ bạn trai tạm thời xem mặt qua bên kia đi. Ủa? Quà. Ờ, dễ thương nữa nha. Nè, bạn trai cũng có món quà đặc biệt luôn. Em thấy là giống em rồi đó. Nhốt lại cho đàng hoàng coi. Cãi nó để con sao để vậy đi. Rồi, mời em quay qua. Quà tặng em. Mời bạn nam. Ồ. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mình làm thủ tục đầu tiên. Năm mới chúc em thật nhiều sức khỏe, thành công. Và đặc biệt năm nay sẽ có tin vui cho gia đình và cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc mừng năm mới. Dạ, cảm ơn. Chị cũng thay mặt chương trình gửi tặng em bao lì xì đầu năm. Chúc em năm mới được nhiều sự may mắn, bình yên. Và quan trọng là tình duyên sẽ đến với em trong năm nay. Và đặc biệt trong ngày hôm nay nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị ạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình. Mời bạn gái. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Dư, 20, năm nay 27 tuổi. Em quê ở Bình Định nhưng mà hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty dịch vụ vận tải quốc tế ạ. Rồi em giới thiệu đi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Dương Trường Sơn, năm nay là 29 tuổi rồi. Thì quê em ở Bình Định luôn, cùng quê với bạn nữa bên kia. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Làm gì? Dạ em tên Sơn cho nên em bán Sơn anh. Bây giờ hai bạn hỏi về nhau coi Bình Định kìa. Dư ơi, em dạ. Ở huyện nào em? Dạ em ở Tuy Phước anh. Ở Tuy Phước ở gần nhà anh quá rồi. À, ủa? Anh cũng ở Tuy Phước luôn hả? Anh ở Cát Thắng, em biết Cát Thắng không? Dạ biết. Tuyệt vời, tuyệt vời. Gặp mặt đầu năm mà thấy cùng quê là thấy vui rồi ha. Dạ. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Anh, điểm mạnh của em thì em biết chăm con nít. Hồi xưa em ở chung với anh, chăm cháu. À. Dạ, cho nên là biết chăm nít. Với lại là dễ nói chuyện, bắt chuyện với lại người lớn khoảng từ 40 mấy trở lên về già thì em bắt chuyện khá tốt. Với lại em xử lý tình huống nhanh. À. Dạ. Ứng xử tốt đúng không? Dạ đúng rồi, dạ. Nhưng còn điểm yếu? Nấu ăn rất là dở chị. Có lần em lần đầu tiên em nấu em ăn thử ăn không được cái em đổ luôn chị. Em tự nấu tự ăn rồi tự đổ. Dạ dạ. À. Ăn mắc ói quá nha. Trời ơi. Tệ dữ vậy trời. Lần đó nấu món gì mà ăn mắc ói vậy em? Dạ nấu canh giò heo á chị. À. Mà nấu sao mà ra mắc ói? Sao nó ra cái mùi gì á chị? Nó không ra cái mùi canh. Trời ơi. Rồi bây giờ đã cải thiện hơn chưa? Chắc là được rồi. Chút xíu á chị. Trời giờ không dám nấu mọi món đó, em chỉ dụ giống như là luộc rau hay là luộc trứng rồi kho cá vậy thôi chị. Để còn mấy món kho cá được hả? Dạ kho cá à, được vậy cũng mừng rồi. Dạ. À, bạn trai ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì? Dạ ưu điểm của em thì có thể hỗ trợ được bạn gái là nấu ăn rất là ngon, tính tình vui vẻ, hòa đồng, hiền, cảm dễ gây thiện cảm cho người đối diện khi tiếp xúc. Nhược điểm thì bởi vì ở một mình cho nên là ngày bình thường đi làm về bữa nằm mệt thì giày dép quần áo không được đúng chỗ. Cuối tuần á hay xem phim coi truyện khuya chẳng hạn 1-2 giờ sáng thì sáng là ngủ nướng xong rồi ăn sáng thành ăn trưa luôn thành 2 trong 1 đỡ tốn tiền khỏe. Tính gọn quá ha. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Về ngoại hình thì ưa nhìn từ 1m65 trở lên, hơi mập mập một xíu ạ. Bạn trai cao nhiêu em? Em cao ít lắm chị ơi, gõ 1m77 thôi ạ. Trời, được không em? Dạ được. Dư quá không? Cao quá em thích lắm chị. Vậy hả? Dạ. Sao vậy, cao quá cũng khập khiễng mà. Không, em thích người càng cao càng tốt, em thích lắm. Vậy hả? Dạ. Rồi, cao được to đẹp trai là được. Dạ. Cao to đẹp trai, nãy này ta mới có cao. Có luôn em, có luôn. Có luôn hả? Đã, chị thấy không? Tự tin rồi. Quá. Bán Sơn mà đâu sợ xấu đâu sợ. Yes. Kẹt quá Sơn thôi. Còn gì nữa? Với lại là em thích tính cách thì phải vui vẻ, nói chung là hơi lầy lầy một chút ạ. Bao vui luôn em. Dạ. Ví dụ như đi chơi với hội bạn của em hoặc là với ảnh chẳng hạn, ví dụ như bạn em hoặc bạn ảnh hơi tíu tíu vui vui lầy lầy thì anh cũng phải lầy lầy theo chứ đừng có ngồi im một đống là em không có thích ạ. Anh lầy hơn đúng không em? À, đừng có lầy quá lố anh. Cái gì em kìm lại giúp anh nha. Chứ anh lầy lắm á. À, em có khi em kìm chưa được em. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Keo kiệt đó chị, tính toán của em không có thích, không hút thuốc. Hỏi anh thử coi. Anh có hút thuốc không anh? Anh không hút, anh chỉ biết nhậu thôi. Nhậu nhiều không anh? Anh yếu lắm, anh nhậu khoảng 3-4 chai à. Sung sung có hứng thì anh nhậu được 1 thùng. Nhưng mà hồi nhỏ giờ chưa hứng lần nào hết á. Vậy hả? Vậy chắc anh gặp em là anh có hứng rồi đó. Hy vọng vậy. Bạn trai thì sao? Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cao khoảng 1m55 trở lên là được. Da trắng, mặt dễ thương.
cùng quê thì tuyệt vời hơn. Thì cùng nhau về quê rất là tuyệt vời. Tính cách thì hiền lành, dễ thương, nhìn phúc hậu, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, là ok. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Bạn gái là ích kỷ, suy nghĩ bản thân quá nhiều. Và cái thứ hai là không thích bạn nữ có hình xăm. Xăm bên mình, nhưng mà xăm bên tay một chút tẹo thì ok. Có xăm gì không em? Dạ không, em có xăm chị. Bây giờ người ta hơi đen chút được không? Không trắng. Không vấn đề gì chị ơi. Mặt mày, tóc tai, mắt, mũi, miệng. Nhìn thấy thương là được, chị không quan tâm mấy cái khác. Cho em hỏi xíu nha chị. Rồi hỏi đi em. Anh cho em hỏi là anh có thích bạn gái tóc ngắn hay tóc dài hay như thế nào không anh? Nói chung anh không quan trọng là em tóc ngắn dài, miễn là hợp với khuôn mặt em là được. Có tóc là được rồi. Vậy anh. Được hết, em muốn cạo luôn cũng được mà. Hả? Ông nhớ nha. Ông nhớ ông nói là cạo luôn cũng dạ. Được nha. Chào chị. Trời ơi. Thì do khuôn mặt thôi mà. Vậy hả? Nhìn gương mặt thì thích thôi mà. Như khuôn mặt của chị là tóc gì rất là đẹp. Không, chị định cạo đó em. Ê nhưng mà coi có tóc không? Chuyện của người ta quyền coi chứ. Họ bên kia có tóc không? Có. Đừng có đụng chuyện tóc tai. Bên kia thích tóc dài hay tóc ngắn? Thích thôi. Hả? Tôi nghi quá. Kệ tôi. Thôi. Rồi ok, vậy được bí thôi. Bí mật. Mình định lập nghiệp trong này luôn hay là về quê? Sao em nghĩ công việc trong này đang tốt, nghĩ ở đây luôn. Khí hậu đồ tuyệt vời. Cho nên là em nghĩ ở đây là tuyệt vời nhất. Nhưng mà ba mẹ ở quê, ba mẹ có muốn là tìm một con dâu là như thế nào không? Như ba em nói, mày chỉ cần kiếm vợ dễ thương như má mày là được. Dạ. Được ha. Dạ, mà má em dễ thương lắm, mà đẹp nữa. Đẹp nữa hả? Dạ. Rồi, vậy chúc mừng em, bên này dễ thương lắm. Dạ. Để anh qua kiểm tra coi bên đó như thế nào nha. Dạ. À, chào em rồi, dễ thương rồi nha. Dân Bình Định đi roi múa quyền ha. Em có ý định là sau này về anh đánh chồng không? Dạ không anh, em sợ đánh chồng đánh lại em lắm anh. Đánh cũng có lại không bên đây đâu. Bự con lắm. 1m70 mấy rồi. Em thích rồi đó, em thích. Phải không? Mà hói được không? Được chị, miễn sao thương em là được rồi chị. Hói không phải quan lo, em có mát xe ở đây rồi. Hay quá. Được rồi đó, em cũng dễ thương nữa. Được. Đàn trai chịu bên đàn gái rồi nha. Đàn gái ngon. Hôm nay em đi với ai nè? Em đi với bạn cùng phòng của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả. Thì nhân dịp năm mới thì em cũng chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Và bạn Dư thì tụi em chơi với nhau từ hồi nhỏ tới giờ rồi. Thì tính của bạn rất là thẳng, rất là tốt tính. Mà cũng hơi tưng tưng nữa. Trời. Rồi vậy em thấy anh chàng bên đó như thế nào nè? Em thấy nhìn thì cũng hợp với bạn em. Thì em thấy được. Được. Rồi, dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Sơn đi với ai Sơn? Dạ em đi với bố mẹ và anh trai. Con bố mẹ anh hả? Trai nữa ha. À, ngày hôm nay thì vợ chồng tôi đi từ Bình Định vô đây. Dạ. Trước hết là tôi xin chào tất cả quý khán giả với anh chị. Tôi thì có 4 người con. Nhưng mà lập gia đình hết 3, còn mình Sơn thôi. Cho nên là cũng trông con cho nó sớm thành gia thất. Cũng mong sao là bắt đầu từ hai phía để trên cơ sở là tiến xa hơn nữa. Xin hát. Dạ, cảm ơn bác ạ. Anh trai có ý kiến nè. Em là anh trai của Sơn. Bạn nữ thì cũng rất là dễ thương. Nhưng mà về vấn đề khuyết điểm không biết nấu ăn thì có mẹ của em. Đặc biệt là nấu ăn rất ngon. Và nấu, có thể nấu tổ chức bàn tiệc cho tới 4-50 bàn cũng được. Dạ. Cái khuyết điểm đó chắc là được sửa đổi một ngày sớm nhất thôi. Mong hai em có một cuộc hẹn hò tốt nhất. Nếu như Tết nay mà được qua lại thăm hỏi nhau thì đó là điều tuyệt vời nhất, đúng không anh Quyền Linh? Đúng rồi. Duyên thì có rồi, chúng ta chỉ chờ nợ nhau thôi. Còn nếu không nợ thì mượn tiền liền ngay đây, có nợ. Kéo màn lên. Rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Anh kinh doanh thì cuối tuần anh có được nghỉ hay là như thế nào anh? Cuối tuần thì anh được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Anh làm giờ hành chính. Còn em? Em cũng làm theo giờ hành chính thôi ạ. Hiện tại thì anh làm ở đây, nhưng mà sau này thì có phải bị điều đi chỗ này chỗ kia không anh? Không em, anh chịu trách nhiệm ở miền Nam á, đi Vũng Tàu, Phan Thiết, xa lắm mà Bình Thuận thôi. Mà đi trong ngày một ngày hai ngày thôi, không có nhiều lắm. Em ở nhà cứ nấu cơm anh về ăn là được. Anh chịu em nấu cơm để anh ăn không? Anh nãy nghe em nói được món cá đó với món rau muống á, anh thích ăn hai món này lắm á. Ăn quanh năm suốt tháng, ăn đi.
Rồi anh có thích giảm xương không? Anh thích ăn xương hay ăn thịt? Em nấu canh cái gì giò heo đi, anh ăn cho anh gặm được hết á. À vậy hả? Em là em thích giảm xương không? Dạ thì em cho anh cơ hội đó nha, anh muốn thử món đó đó. Dạ. Anh có thích người phụ nữ giống như là đổi mới này kia, rồi làm về vấn đề làm đẹp này kia thì anh thấy có, anh rất là hoan nghênh vấn đề đó. À. À, người ta nói á, giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ, sau này anh có sang hay không là anh nhờ em. Dù như em để tóc dài với lại tóc ngắn thì anh thấy thích cái nào hơn? Bởi vì người em người nhỏ nhắn xinh xinh thì anh nghĩ là tóc hiện tại với em là rất là hợp với em. Vậy ví hả? Dụ như tóc tém thích không? Dạ thích luôn ạ. Sao cái nào anh cũng thích hết rồi nhở? Em dễ thương, em có kiểu nào cũng dễ thương. Em không xong đúng không? Đầu này kia vẫn được đúng không anh? Ừ, anh nói chung là anh không có quan tâm đó nhiều, nhưng mà dù sao anh thích cái tóc đen hơn. Vì sao? Bởi vì người con gái Việt Nam mình da rất là trắng đúng không? Mà nền tóc đen á, nhìn nó kỳ đó nó đẹp. Sai sai chỗ em anh. Em không có phải da trắng cho nên là nó hơi bị khớp khớp chỗ đó. Không, da em cũng thử anh cho lên đó. Không, nhưng mà mặt rất là xinh đại. Bây giờ bạn gái có một món quà này tặng bạn trai. Bây giờ bạn trai tạm thời xoay mặt qua bên kia đi. Cái gì vậy? Ủa quà. Ồ, dễ thương nữa nha. Nè, dễ thương chưa? Sao? Anh thấy sao? Kể hồi nãy xinh hơn nãy luôn. Thầy em cảm ơn ạ. Bạn trai cũng có món quà đặc biệt luôn. Em xoay lại, xoay lại, xoay lại. Em thấy lại lại giống em rồi nè. Đó. Vuốt lại cho đàng hoàng coi. Kệ nó, để con sao để vậy đi. Rồi, mời em quay qua. Quà tặng em. Anh hơi ít tóc rồi, anh cũng đâu dám nói tóc tai gì đâu. Đó, giờ con người thật với nhau hết rồi đó. Em thấy sao? Em thì không quan trọng lắm về ngoại hình. Ừ. Chủ yếu là bên trong. Nếu như mà thương em, thực sự thương em thì cái gì cũng ok. Ừ. Dạ. Quan trọng phụ tùng thôi. Bây giờ hát tặng bạn gái bài gì đi? Anh hát bài này chắc là hợp với là đứa mình Tết này về quê. Theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một bề đê, có hàn tre du lũy chiều về. Ơi quê ta giàu sương dài nắng, phiên chợ nghèo liều trên mái siêu. Kìa gian ai như gian chị, gian mẹ tôi. Hai bạn rất là đồng điệu với nhau. Thôi bây giờ nói dây. Một câu gì đó. Đúng rồi. Mình những cái suy nghĩ từ con tim của mình nha. Khi gặp em á, thì anh, cái ngoại hình của em anh nhìn thấy rất là dễ thương, hơn mẹ anh luôn. Trời ơi. Còn về cái tính cách á, nãy giờ mình tìm hiểu, mình nói chuyện với nhau, thì nói chung là thấy em cũng lầy lầy giống anh, cho nên thấy cũng hợp tính với nhau. Thì anh hy vọng là mình hãy cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhiều hơn. Dạ. Hãy suy nghĩ kỹ một lần nữa. Bấm nút là bấm theo con tim. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bắt đầu từ bây giờ, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Đây là những vé xem phim của Cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn đi xem phim để yêu nhau nhiều hơn. Phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek Hàn Quốc. Cảm ơn chị. Thủ tục là gì? Chúc mừng hai bạn cố gắng tìm hiểu nhau và sớm báo thiệp mừng cho chúng tôi nha. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau thật chặt và du xuân nào. Bước ra sân khấu. Xin chào Quyền Linh. Ê, xin chào. Good afternoon, xin chào các bạn khán giả buổi chiều thật vui vẻ. Trời. Rồi vô luôn. Rồi vô luôn. Hả?
Khoan khoan, em đợi một chút, bây giờ kêu bạn nữ em ra đã nha. Dạ, em tên là Trương Quân Bảo. Rồi, chờ chút xíu nha Bảo. Yes. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Dạ, em tên là Thu Yến, năm nay em 26 tuổi à. Thu Yến, 26 tuổi. Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, em 25. Bạn làm nghề gì? Nhỏ hơn ta 1 tuổi mà la dữ quá. Dạ, công việc em hiện tại là em học là kỹ sư điện. Bước vào công ty thứ nhất thì em đi làm đấu nước. Và sau đó là em chuyển là công việc cuối cùng em đó là chốt lại là nhân viên văn phòng. Ủa, bà có bị điện giật lần nào chưa? Có bị rồi đúng không? Dạ, mấy lần là giật hoài quen hả? Thôi để cho bên đây bình tĩnh đi, đừng có làm bên đây người ta rồi. Quá thích nha. Quá thích à giờ. Công việc của em là gì? Dạ, nhân viên văn phòng ạ. Công ty của em là chuyên sản xuất giày. Wow, mang giày đẹp quá. Ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là có nụ cười tươi. Quá tươi. Em là người vui vẻ. Vui thiệt không? Vui thiệt á. Còn gì nữa? Dạ, ưu điểm của em là em hiền lành nhưng mà em bùng nổ. Giống chú bom vậy chị. Bình thường đừng có đụng thì thôi, đụng vô nó bùm bùm vậy nè. Trời ơi, rồi vậy khuyết điểm của bạn là gì? Khuyết điểm của em thì nhiều lắm. Em thì em không biết chạy xe nè. Không biết cái gì? Chạy xe, tức là xe, tất cả các loại xe liên quan đến xe. Vậy chứ em đi làm đi bằng gì? Lô. Dạ em đi lượn. Bộ. Dạ. Rồi gì nữa, khuyết điểm gì nữa? Nấu ăn được, nhưng mà ăn hơi bị khó khăn. Khó khăn là sao bạn? Tức là chị biết bình thường mình nấu bị khét á. Mình phải bóc mấy cái chỗ khét đen ghe đó, mình mới ăn được. Không ổn. Sao em? Ổn không Bảo? Dạ em thấy không ổn mà chị Cát Tường ơi. Vậy thôi cho về nha. Em quen đi thích rồi đó. Ủa? Không ổn mà thích. Không ổn mà thích làm sao? Tại em thích cái ưu điểm rồi đó. Đi bộ. Nói giờ bạn yêu mấy người rồi? Dạ tính yêu nhiều lắm nhưng mà anh mà chưa thương ai hết trơn. Ủa sao vậy? Thì là đa số đụng vô là qua có chủ. Là hỏi em có người yêu chưa? Dạ em có chủ. Anh ơi thấy đeo nhẫn thì bá lên rồi xong. Thôi thôi. Trời, bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Em không thích con trai răng khểnh. Răng hô được không? Răng hô được không? Sao tôi nói trúng vậy? Răng hô được không? Hôn không có đủ. Sao không được? Nó bị cứng hàm răng. Mắc mới gì đâu cứng hàm răng. Ôi vậy giờ không, khi mà hôn tháo hàm răng ra cất bạn chịu không? Không còn răng nữa sao mà ăn đồ chị? Thì ăn gắn răng vô còn hôn tháo răng ra. Như là răng dẻ. Khỏi đụng răng. Răng hô bạn cũng không chịu, không có răng mà cũng không chịu, rồi muốn sao? Thôi răng dẻ cũng được. Đó giờ bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào ạ. Cái gì? Xạo. Đó, người ta trả lời, ta nói xạo luôn rồi kìa. Anh cũng xạo. Rồi vậy là chưa có nắm tay, chưa có hôn hít gì hết. Dạ. Lý do tại sao mình chưa có được mối tình nào? Tại sao mình ế? Dạ, tại vì em là thuộc tính người bự con. Với lại trong công ty em thường là đa số là nữ nhiều hơn nam. Bạn không nghĩ là do mình không biết nhiều thứ quá cho nên là mình không có được bạn trai không? Dạ, đồng nghiệp của em thì nói là em có kinh nghiệm hết rồi nhưng mà chỉ còn thiếu thực hành thôi. Đúng rồi. Mình phải phụ nữ phải biết nấu ăn, phải biết bếp núc, đúng không? Cái đó học dễ mà, nếu mà mình quyết tâm. Bây giờ nếu mà gặp cô gái kia hợp ý thì bạn có tiến tới xa hơn nữa không? Dạ, em hốt luôn anh. Hốt cái gì? Con gái ta hốt cái gì? Dạ, ý đó là được rồi, em đưa nàng về Vinh luôn á. Nhà bằng lòng đi em, anh về quê với má lên liền. Ngày mai đám cưới, cô dâu bằng xe ba bánh. Ba má ngồi sau tụng xe, còn cô dâu chú rể ngồi sau về. Ê, nè, bằng lòng đi em. Ngày sau, tháng sau, năm sau mình cưới nhau liền. Đổ mồi hột lên rồi đó. Bạn ngồi đó nha, bình tĩnh nha. Tôi làm chương trình bạn muốn hẹn hò lâu lắm rồi, ca này đầu tiên tôi gặp phải đó. Dạ. Trời, dễ thương quá. Cảm ơn anh. Bạn đang đi tìm một cái mẫu lý tưởng như thế nào? Dạ, em cần một người con trai cao hơn em 1m75. Ừ, sao cao như vậy? Rồi. Tại vì em cao mà. Rồi thấp hơn được không? Thấp hơn cỡ 1m7 là hết ga thôi. À dạ. Mét sao làm được mà em? Dạ không. Sao anh? Em có đủ tiêu chuẩn không anh? Đủ. Dạ em cảm ơn Nguyễn Linh. Hai. Ồ chị thương quá à. Cái cưng gì đâu á. Lanh quá. Giờ điện dư trong người nhiều lắm. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, dư rồi. Chạy vòng trong người vậy phải không? Bạn có thấy ưu điểm của bạn là gì không? Thích chiều chuộng bạn gái. Thích thì bạn gái muốn đi đâu em này dẫn đi đó. Chỉ cần người đó đi với em là em có thể là xét duyệt cái đề đó. Đó không? Có tiền không? Dạ tiền không có nhưng mà tình em có. Tiền không có lấy gì xét duyệt? Ta muốn đi shopping là lấy gì xét duyệt? Shopping thì suy nghĩ lại.
quay qua hàm răng coi hô hay là gì không? Dạ bình thường chị, đẹp không chị? Răng giả hay răng thiệt? Dạ răng thiệt. Đúng rồi, răng giả đâu có sâu vậy. Em có cái hình dung ra cái mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào? Có, giống như mấy diễn viên Hàn Quốc vậy chị. Phải cao, phải đẹp trai, phải ga lăng, phải lãng mạn. Chị thấy cái anh bên đó đi về rồi, quá trình đó. Đồ lãng mạn là em có chị Cát Tường ơi. Thấy em lãng nhắc á, em ngồi yên đi. Bạn gái mình hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có, đồng nghiệp của em à. Đồng nghiệp của em đâu? Dạ, bên dưới à. Chào bạn. Chào chị Cát Tường. Bạn làm chung với nhau được bao lâu rồi? Dạ làm chung được hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi ha. Bạn thấy anh trai bên kia hợp với bạn gái của mình không? Em thấy ảnh có khiếu hài hước. Còn cái hợp hay không là do quyết định của chị Yến. Bản thân thân em thấy được không? Cũng hơi bất thường. Thôi thôi, ta nói bất thường mà không cười vô. Hôm nay bạn có ai đi theo bạn không? Thì tôi hỏi. Dạ có, anh trai. Rồi hỏi anh trai. Anh trai bạn đâu? Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Chào anh. Em tên là Minh Tú. Thấy cô bên kia sao, xinh không Tú? Bảo ơi, anh thấy cô bên đây rất là dễ thương. Mà em hãy bình tĩnh, đừng có quá khích. Hết sức bình tĩnh, đừng manh động đúng không anh? Bây giờ tôi hỏi thật nghiêm túc nè. Đã đến lúc mình nghiêm túc để tìm người bạn đời chưa? Dạ có anh. Hôm nay em đăng cái chương trình này, chủ yếu em muốn lấy vợ lập gia đình trước rồi em ăn cơ lập nghiệp. Chắc chắn đúng không? Chắc chắn. Bạn có thấy là cái tính tình của mình có nhiều khuyết điểm không? Dạ có. Lúc mà có sự hào hứng quá nên em không kiềm chế được bạn. Đúng rồi, phải kiềm chế lại. Đôi khi gặp cái chuyện quá khích, bạn khích quá là coi như đi hết á. Ở cơ quan bạn có ai góp ý bạn gì không? Dạ không, để em làm việc thì đa số em rất là nghiêm túc. Đó, nghiêm túc thế này được nè. Khi mình gặp người con gái nào đó, mình có giỡn thì cũng dịch tới thôi, vừa vừa thôi. Tại vì em muốn cái người con gái bên đó có thể là suy nghĩ khác về em trước khi gặp em. À vậy ạ. Thường thường là những người con gái ta hay nhìn bề ngoài hơn, dần nhìn người ngoài hay giọng nói là hay là bất cứ quan điểm gì đó bên ngoài của người con trai. Nhưng mà em sẽ làm đánh hướng, đánh lạc hướng vấn đề đó, xong rồi em mới vô vấn đề. Bạn đánh cái kiểu này tôi thấy lạc luôn chứ. Nãy giờ ảnh xuống rồi đó. Em thấy gì được cái gì? Bạn thấy hợp lý không? Hợp lý. Nãy giờ tôi biết là bạn thấy hơi quản trong người đúng không? Dạ. Bây giờ thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi, chúng ta kéo màn lên, bình tĩnh nha. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Em thích là không đẹp quá, chỉ đẹp như chị Cát Tường được. Cảm ơn bạn. Good morning. Bắt đầu. Chào em. Chào anh. Em dễ thương quá. Dạ cảm ơn anh. Nhà em ở đâu? Dạ em ở quận 1 anh. Em quận 1. Dạ. Anh cũng gần đây, anh đồng Đồng Nai. Dạ. Nhà em mà em ở, em là con mấy? Dạ em là con út à. Con út. Dạ. Wow, rất hợp với anh rất thích người con út. Anh cho em hỏi là anh cao mét mấy vậy? Anh cao mét 73. Đúng đối tượng em cần tìm không? Dạ cũng ok. Dạ. Yeah. Khoan anh đi đâu vậy? Đúng đối tượng mới tặng, còn không đúng là đem về. Em ơi Đô Thành, ở đây anh sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê anh sống vui hơn. Về quê mình cưới nhau luôn, về quê mình sắm xe hơi. Về quê anh sống nhà lầu cho em ok. Thôi rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh. Khi nào cho đứng lên mới đứng lên nha. Em có thích được tặng hoa lại. Tặng bông thì em thích, nhưng mà còn cái vụ về quê đám cưới là em không thích. Sao vậy? Dạ thì em muốn là đám cưới ở trong gia đình, mời gia đình họ hàng thân quen để ăn cái bữa tiệc nhỏ thôi, xong rồi hai đứa đi du lịch luôn. Anh rất thích điều đó. Em cần một người phải tin tưởng em. Chắc em lăng nhăng lắm hay sao mà cần phải tin tưởng. Bình tĩnh. Cái gì kỳ vậy? Không phải. Em cứ nói tiếp đi. Tức là trong tình yêu thì mình phải tin tưởng lẫn nhau, mình mới có thể mình tạo một mối quan hệ bền chặt được. Chứ em không có thích người hay ghen. Anh có hay ghen không? Anh không có ghen nhưng mà anh quá ghen. Nhưng mà anh hứa anh sẽ điều tiết được vấn đề đó. Người ta chưa có yêu lần nào đó. Đối với anh, mẫu người của anh cần thích nhất là cần phải chung tình. Em chung tình? Chắc chắn, tại vì em chưa yêu lần nào. Anh rất thích những mọi người nha. Lấy vợ xong có giao tiền cho vợ giữ không? Dạ có. Vậy là anh đưa tiền là anh không quan tâm cái gì luôn. Anh cứ cho vợ xài thoải mái gì đó hỉ. Tuy nhiên là nếu mà xem nếu vợ không ăn xài quá thì giao tiền cho vợ giữ. Còn nếu mà vợ ăn xài quá thì khác phải suy nghĩ lại. Thấy bạn trai cười có dễ thương không? Dạ có dễ thương. Nãy em nói thích nụ cười đó. Bây giờ em thấy nụ cười này ổn không? Dạ ổn. Rồi. Hết giờ. Hết thời gian đi. Chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút chọn. Có 3 tiếng đếm. Điểm luôn đi. Một. Một rưỡi. Anh thấy em còn rung hơn á. 299. 3.
một kết quả bất ngờ vô cùng tặng. Nắm tay nhau cái đi. Đó, nắm tay nhau cái coi chạy. Gì vậy? Dừng coi hả? Dừng cái gì? Đứng xa xa thì cũng lay qua tôi à. Rồi em thấy sao? Em sao? Tại sao em đồng ý chọn bạn đó? Dạ, tại vì em thấy ảnh cũng vui tính, cũng hài hước. Với lại bình thường ảnh không có điên lên, ảnh cũng ok đó. Là cũng tốt tính. Thấy ảnh ổn không? Dạ. Ổn không? Dạ, em còn chút này tặng cho bạn gái. Nữa, tặng nữa. Tặng cái gì vậy? Trái tim. À, môi tim ra ấy. Đúng. Đừng có quá khích nữa nha. Trời, cái hồi hộp quá. Do chính tay em làm. Ông làm thấy ghê lắm không? Thấy tim ra đau chị. Ờ, đau lắm. Thôi tặng vé xem phim. Coi phim đừng đi đâu nha. Coi phim nhớ ngồi yên tại chỗ nha ông. Đừng có làm cả rạp người ta bật đèn sáng lên nha. Rồi, chúc mừng hai bạn đã tìm gặp được. Mời nhà gái giới thiệu về bản thân mình nha. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào chị Ngọc Lan. Rồi, chào em. Dạ, chào quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ, em tên là Phan Thị Anh Tuyết. Em sinh năm 1986. Em sinh ra ở Đắk Lắk. Và hiện tại em đang sinh sống ở Bến Cát, Bình Dương ạ. Anh Tuyết làm gì anh Tuyết? Dạ, nghề nghiệp của em làm điều dưỡng ạ. Rồi, mời nhà trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Dạ. Bạn gái bên kia. Em là Nguyễn Dũng Cường, 40 tuổi ạ. Ngành nghề là văn thư lưu trữ. Mình làm ở đâu anh? Mình làm ở bên trường học. Em chào anh. Mình bình tĩnh nha, không có gì hết. Dũng Cường làm ở đâu, thành phố nào, tỉnh nào? Ở xã Chiên Mố, tỉnh Gia Lai. Ủa anh làm xa quá hả? Xa mà. Anh sống ở đâu? Dạ sống ở trong thì ở Gia Lai. Dạ, làm lưu trữ gì ở Gia Lai là mình lưu trú Gia Lai. Đúng luôn. Đúng rồi, nay lưu lạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua tôi hỏi nhà gái, đừng có qua tấn công nhà trai tôi, nó mệt quá tội nghiệp nhà trai tôi. Chào chị gái. Dạ em chào anh Quỳ Linh. Nhà trai tôi đang hồi hộp, quê mình ở đâu? Dạ quê em, quê gốc em ở Nghệ An ạ. Vậy là hai người đều ở xa hết trơn ha. Điểm mạnh mình là gì anh Cường? Dạ điểm mạnh của em thì rất nhiệt tình trong công việc, mọi người đều quan tâm. Mọi người quan tâm mình hay mình quan tâm mọi người? Tất cả mọi người quan tâm mình cũng quan tâm họ. Rồi hay quá, sống chan hòa. Đúng rồi. Có nhược điểm gì không? Hơi nói chậm như thế này. À bình thường có nói vậy đó. À dạ. Này cũng hơi chậm nhưng mà có khi chậm quá luôn. Dạ là tại rung cho nên tại nó tăng thôi. Nó tăng cường độ chậm lại. Ừ, đúng rồi, nhưng mà đây là một người rất là thật thà. Đúng luôn. Rồi. Hiền lành chất phác, không bao giờ cãi nhau với vợ. Cãi đâu được. Cãi đâu được. Cãi không lợi. Đúng rồi. Cãi luôn. Không cãi được, không kịp cãi luôn. Lấy chồng này là khỏi sợ gì đúng hết. Đúng rồi, nói chung là có người nhường nhịn rồi đó. Đúng rồi. Bây giờ nè, anh có mấy mối tình rồi? Chưa có một mối tình nào. Trời ơi. Trong veo rồi đó hả? Dạ. Tinh khiết vậy luôn đó hả? Dạ. Còn rên. Còn rên. Anh còn rên hả anh? Dạ. Trời ơi. Xác định luôn nha. Đó giờ chưa quen cô gái nào sợ hay là người ta nó nghe là sợ tiếp xúc con gái hay là sao? Nói về thích thì cũng có đồng cảm với người đó. Họ không đồng cảm với mình thì mình cũng không làm gì được cả. Ủa là tức là hỏi thật là anh có thích con gái không? Thích chứ. Sống hiền dữ trời. Giờ ông hung trong xỉu ngang luôn á. Giờ ông hung trong xỉu ngang luôn á. Chưa kịp luôn, chưa kịp hung, chỉ nghĩ tới thôi là xỉu chưa, rồi. Chưa, đàn trai tôi trong trắng chưa? Nhưng mà quan trọng là cô gái của chúng ta phải thấy điều đó là thú vị. Cô gái của chúng ta, cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em đã từng lập gia đình và có một bé gái. Bé gái mấy tuổi rồi chị? Dạ, bé gái 12 tuổi rồi. Em chia tay ông xã cũng được khoảng 10 năm ạ. 10 năm rồi? Dạ, cái hôm chỉ được 5 ạ. Vợ con mình 10 năm nay rồi? Dạ. Thí dụ nha, bên kia có gia đình rồi, anh có lo lắng gì không? Họ đã có gia đình, đã có từng trải ra rồi đấy. Ừ. Mình cũng nên tạo ra một cơ hội nào đó. Ừ. Một cái niềm tin sống trong cuộc đời của họ. Rồi. Tốt. Gia Lai anh ở với ai?
ở một mình ạ. Một mình hả? Rồi ba mẹ anh đâu? Dạ mất hết ạ. Ờ thế thương quá. Anh chị em có không? Dạ anh chị em thì nói chung là làm ăn xa. Xa. Nên là hôm nay không có mặt ở đây. À, anh ở nhà nó một mình từ đó giờ đúng không? Dạ. Trời, thấy thương quá. Thôi mấy nói nhà gái về Gia Lai ở giùm tôi luôn đi. Ừ. Thấy thương quá mà. Để hỏi. Để hỏi chứ. Hỏi coi. Gì mình muốn hỏi. Con mình khai phá Gia Lai đi. Chị, ta ở con mình rồi chị. Rồi mấy mốt chị, thí dụ mà quen nhau chị có đồng ý đi về Gia Lai luôn không? Dạ, cái đó để tìm hiểu sau này chứ trước mắt thì bây giờ chưa xác định được. Dạ. Đúng không? Nhưng nếu yêu nhau á, nếu mà thật là hiểu nhau yêu nhau thì chị cũng về Gia Lai không? Dạ cái đó em chưa xác định được, ta còn phụ thuộc vào quyết định. Gia Lai đẹp lắm chị ơi. Dạ phụ thuộc vào tình cảm bé nữa. Đúng rồi, quyết định con gái. Ừ, còn gái nữa ha. Còn con gái. Dạ. Thôi bây giờ nè, chị mong muốn có một người đàn ông như thế nào? Em mong muốn có tìm hiểu một người là không gia trưởng, độc đoán, ít tính toán chi li, biết đồng cảm, chia sẻ. Dạ, và quan tâm chăm sóc vợ con. Nếu bây giờ anh thương người này thương anh. Dạ. Anh có mạnh dạn gì Bình Dương không? Nói chung vì công việc. Cho nên là nếu mà hai người đã chín muồi rồi đấy. Thì có khả năng mình làm một cái gì đó cho bạn gái đi về bên mình hơn. Thế tức là anh có nhu cầu là về Gia Lai hơn. Về Gia Lai hơn. Dạ, anh có cái hướng là về Gia Lai hơn. Có xin công việc ở Gia Lai được không? Dạ. Nhưng mà công việc của anh dễ xin Bình Dương lắm á. Bên đây điều dưỡng cũng dễ xin việc. Nói chung là ở điều dưỡng ở Gia Lai cũng xin được. Nhưng mà vì lưu trữ dân thơ thì Bình Dương xin cũng dễ lắm á. Thí dụ, không cứ suy nghĩ mình nói cho ta gợi mở thôi. Nhiều khi em nghĩ vậy này. Do nhà đó là nhà tổ đúng hả? Đúng rồi, nhà tổ. Ảnh phải giữ cái vai trò là thờ cúng ông bà cha mẹ nữa. Rồi cái khó là cái đó đó. Bây giờ chúng tôi đã mở ra hết để hai bên suy nghĩ thôi trước khi gặp mặt nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình anh muốn có một người vợ như thế nào? Dạ, nói chung là đảm đang và dịu hiền, biết chăm lo cuộc sống của mình và chăm lo con cái. Khỏi lo, người bên kia điều dưỡng thì lo sạch hết trơn luôn. Đúng. Nha. Rồi. Rồi, hôm nay anh đi với ai vậy anh? Dạ. Anh Cường đi với ai? Chắc đi mình hả? Dạ, đi một mình ạ. Rồi. Dạ, rồi. Rồi, bạn gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với con gái của em ạ. À vậy hả? Dạ. Chào à, con. Gái ở đây luôn hả? Trời ơi, gái lớn cao quá nha. Con tên gì con? Dạ, con tên là Thanh Mai. Con để cái micro ở trong cái đúng rồi con. Dạ con tên là Thanh Mai. Thanh Mai. Vâng. Con thấy chú hiền không con? Dạ hiền nhưng nhát quá. Hiền với nhát quá hả? Hiền nhát hả? Người tốt tính lắm đó con. Vâng. Con có nhận xét gì về mẫu thân của con không để cho chú nghe? Về mẹ con thì có vẻ là hơi nóng tính và đôi khi cũng khá là vô lý. Sợ là vô lý hả? Nóng tính quá vô lý luôn đó. Không, đôi khi thôi chú. Đôi khi thôi hả? Vâng. Rồi gì nữa? Dạ mẹ con có mỗi nóng tính thôi à. Nóng tính quá luôn. Quá rồi, yên tâm con. Chú này mẹ có nóng cỡ nào chú cũng nguội hết trơn. Chú sợ là sợ đó không chịu được mẹ con thôi. Hả? Dạ. Nhưng sợ là chú đó không chịu được mẹ con thôi. Thế chú chịu được không? Không biết. Con thấy chú hiền không? Dạ hiền. Đó chỉ có chú mới chịu mẹ con hỏi thôi. Mẹ con quá nóng tính, chú quá hiền. Rồi con muốn mẹ con lấy cho bước tiếp bước nữa được không? Dạ con không biết, tùy mẹ thôi. Tùy mẹ hả? Con có ủng hộ mẹ trong việc này không con gái? Con không biết. Mẹ sao sao thôi, con cũng chả quan tâm. Mẹ sao con vậy đi. Mẹ đi đâu con đi đó, nên nó còn quá nhỏ để nó cảm nhận điều đó rồi. Không, thật sự. Ừ. Ở tuổi này nó... Rồi, bây giờ hai mẹ con ở... Chỉ có hai mẹ con thôi hả?
Dạ. Con ở với mẹ thôi chứ đâu có ai nữa đúng không? Dạ con là ông bà nữa. À ông bà. Vâng. Ông bà ngoại hả? Vâng. Ông bà ngoại nhiêu tuổi rồi con? Dạ chắc tầm 6 mấy rồi á. 6 mấy hả? Vâng. À rồi vậy thì cô bên kia là chắc cũng khó đi đâu được, bởi vì còn ông bà 6 mấy tuổi nữa. Đúng rồi. Ừ. Đó. Thôi cặp đôi này chắc có lẽ là để mở rào ra và cho hai anh chị tìm hiểu nhau nó sẽ dễ hơn, cho nó rõ ràng. Bây giờ chúng tôi đã hỏi hết để hai bên rồi. Trình bày hết rồi đó, mọi người rõ ngóc khách hết rồi. Dạ. Bây giờ mình gặp nhau mình quyết định thôi. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi anh Cường. Dạ em chào anh. Rồi mời anh chị. Dạ, tới 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 anh Cường tới luôn. Em có món quà anh tặng anh. Dạ. Hôm nay bi vội quá cho nên mà không làm chu đáo cho lắm. Dạ. Cho nên là tặng em bài thơ và mọi người đều thưởng thức. Bài thơ là tựa đề là Hẹn hò. Gặp em mọi lối tình đầu, đôi ta hẹn hò trước sau chung tình. Em cười hạnh phúc bình minh, niềm tin gửi gắm chúng mình thành đôi. Sống vui giản dị yêu đời, yêu em anh muốn sánh đôi duyên tình. Lập nên hạnh phúc gia đình, dồi dào sức sống chúng mình vượt qua. Rồi, anh cảm ơn anh. Thơ này anh sáng tác hay sao ạ? Dạ thơ này sáng tác từ mình sáng tác. Dạ. Rồi em cỡ anh ơi. Cũng lãng mạn lắm chứ bộ. Đúng rồi. Rồi ngồi xuống đây anh. À, bây giờ mình cất cái quà này đi ha. Dạ. Ok, đây cất cái này gì đây? Chị bỏ ha. Chị bỏ tiền vô nha. Ha. Vui không? Có giờ có ai tặng cái bóp không? Dạ. Chưa đúng không? À, rồi. Hai người nói chuyện đi anh Cường. Dạ. Lần đầu tiên gặp em, anh cảm nhận được thế nào ạ? Nói chung là em rất là xinh và đẹp. À. Rồi, em cảm ơn anh. Công việc hiện tại bây giờ là hai chúng mình ở xa đúng không? Dạ. À. Cho nên là mọi gian nan thì nếu mà vượt qua được thì sẽ đến với nhau. Cho em hỏi xíu là nếu anh ở trên Gia Lai á thì anh có sắp xếp xuống thăm em như thế nào ạ? Nói chung là ở trong Gia Lai á thì bây giờ là trong dịp hè là đi đi được, đi thoải mái, thoải mái, không có văn thư gì hết, cứ thoải mái bên trường học mà, cho nên là nghỉ hè rất là thoải mái. Anh còn 3 tháng đi rong chơi đó. Tí là cho anh hỏi thêm là sau này nếu mà có sau này á, em với anh mà có tiến xa hơn á thì anh có nghĩ là sẽ sinh thêm con không ạ? Có. Có. Thì cũng cho em hỏi thêm xíu là tại vì em là có bé gái. Nhưng mà sau này á thì cái gì là vấn đề về tình cảm á thì của con người á thì em không thể nào mà nói trước được. Thì sau này con gái em á nó có lớn lên thì anh có khi nào mà phát sinh tình cảm với con bé không ạ? À,
Nói chung là đã thành vợ bên trong rồi á thì sẽ yêu thương như con riêng con chung cũng là một thôi. Dạ anh có câu hỏi nào cho em không ạ? Theo em cảm nghĩ mới nãy giờ anh mở ra thì em nghĩ thế nào? Dạ em thấy anh hiền thật thà và cũng có hơi ít nói. Dạ vì lâu nay là đã tính trầm cảm ít nói như vậy rồi cho nên là chỉ tập trung vào công việc là chính. Thế anh, còn bên công việc của anh á có thường xuyên hay nhậu không ạ? Nhậu nhẹt là không không nhậu, không rượu bia, không thuốc lá, anh không là, chơi bời, không gì hết. Anh là tất cả đều không hết, không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá, không chơi bời, không vợ con luôn. Anh là toàn bộ là không không đó. Bây giờ sao giúp anh có cái coi coi. Dạ, thế nếu mà em với anh mà có tiến xa hơn á thì anh có thể thu xếp xuống Bình Dương với em được không? Chứ tại vì công việc của em hiện tại á là nó ổn định. Mà với lại em có ba mẹ già nữa cho nên nói về chuyển về Gia Lai á thì nó cũng hơi khó với em. Sao anh trai? Về đây á là cổ có thể xin việc cho anh luôn, mà xin anh thì dễ xin việc lắm. Đúng rồi. Về đây á mình có thể cùng cô ấy chăm sóc ba mẹ, chăm sóc con, mình sống với nhau tới răng long đầu bạc luôn. Dạ. Có cách nào được vậy không? Dạ. Cái này á là theo ban đầu. Ừ. Thì em nghĩ trong đầu á là muốn về với xuống Gia Lai ở là để đoàn tụ anh em trong một nhà. Đó. Rồi bây giờ mà đàn gái muốn chuyển về Bình Dương thì cái này á thì tương lai sẽ mới biết được. Suy nghĩ đúng không? Tương lai suy nghĩ ha. Chứ không phải là... Thì đó thì giờ mình gọi là tính sơ sơ vậy thôi chứ chưa có chắc ăn cái gì hết trơn á. Mình thử vậy thôi. Cũng có thể anh về đây anh hai vợ chồng làm ăn này kia khá khá xong rồi mình về Gia Lai đi tới lui cũng được mà. Dạ. Ở đâu làm ra được tiền là mình ở đó thôi. Ha? Cái công việc của anh nó cũng nhẹ nhàng, cũng dễ xin lắm, không khó đâu. Dạ. Rồi bây giờ về có đó bàn tính sau nha. Dạ. Rồi bây giờ... Bây giờ vậy nè, anh nó là khỏi không có ai hết trơn á. Anh cũng ít người nói chuyện với anh. Cũng không ai tư vấn tình không cảm ai tư vấn cả. Tình cảm cho anh hết trơn á. Nếu mà sao mà anh về Sài Gòn được, anh ở đây chừng tuần, hai tuần á, tôi sẽ tư vấn tiếp cho anh nữa. Mà bây giờ cái khó khăn là làm sao mà anh có thể bước tới để anh thể hiện cái tình cảm của anh, để giao lưu cái cảm xúc của anh đây nè. Bây giờ nè, nói gì thì nắm tay gái lần nào đúng không? Yeah. Bây giờ tiến tới nắm tay gái thử coi nè. Cất cái bài thơ đi. Dạ, đây em cầm cho. Bài thơ lãng mạn tối về đọc sao. Lần đầu tiên nắm tay gái đúng không? Dạ, lần đầu tiên trong đời như thế này. Thấy như sao? Cảm giác như sao? Rất là hồi hộp trong người. Đã. Thấy bạn gái đối diện như sao? Nhìn kỹ, nhìn thẳng vô. Nói chung là rất đẹp. Đẹp. Rất xinh. Bây giờ mình ôm giao lưu cái. Ôm như thế nào? Ôm như thế nào hả? Trời ơi, anh run kìa. Đây là ôm giao lưu ạ. Chặt luôn. Ôm chặt luôn hai tay. Tay kia đâu? Đúng rồi, ôm chặt luôn. Thấy sao? Chặt luôn, thấy sao? Rất là đầm ấm. Đầm ấm hả? Đây là người từng trải rồi, chỉ là có rất nhiều kinh nghiệm luôn.
Chỉ của anh là chưa bao giờ nắm tay gái, chưa bao giờ ôm cái nào đúng không? Dạ. Thấy trong lòng mình sao? Nói chung là phải là hồi hộp. Ôm vài cái, nắm tay vài cái, chuyển hộ khẩu về Bình Dương liền à. Chưa ôm, chưa nắm là chưa muốn chuyển thôi. Làm vài bữa ôm vậy hoài, chuyển tức khắc luôn á. Thích không? À, thích. Thích hả? Nhớ chị tên gì không? Dạ xin lỗi. Nói cho anh biết tên gì đi. Dạ em tên là Ánh Tuyết ạ. Ánh Tuyết. Ánh Tuyết. Đó. Tuyết Cường. Ủa Cương. Cường. Cường. Tuyết Cường. Cường. Anh là Dũng Cường. Tuyết Cường. Thật ra anh rất là hiền thôi. Con trai tân mà nhút nhát vậy thôi. Bây giờ quan trọng là bây giờ mình chủ động luôn được không? Mình thuyết phục ha. Tức là về nhà mình xin số điện thoại lẫn nhau, hai người nói chuyện. Thế thật ra giờ anh cũng biết gì đâu, chưa bao giờ một lần nắm tay gái, chưa bao giờ lần yêu mà đúng không? Thật nghiệp lắm. Lấy số điện thoại mở FaceTime lên hay là mới tìm cách nào nó hỏi chị ở đâu, xong vô Bình Dương ở đó tuần 10 ngày gì chơi. Đang hè nè. Ngày ôm cái chuyển liền luôn ha. Dễ thương mà điều dưỡng tốt lắm á. Mà anh cũng hiền nữa, cho anh cơ hội đi. Anh là lịch sự và văn minh nữa nha. Anh hiền lắm. Rồi từ Gia Lai lặn lội vô đây, đi xe đạp vô đây đó. Ý không? Đi xe đạp ra tới giấy thôi. Tới bến xe, đi bến xe hả? Đi tối qua hả? Dạ, đi tối qua. Dạ. Anh đăng ký chương trình này hồi nào? Dạ, năm ngoái đến giờ. Năm ngoái thì giờ cả năm trời rồi đó. Sao dữ vậy? Sao tới giờ? Gần 2 năm. Hai năm gần. Bị Covid. Anh vừa đăng ký xuôi Covid luôn tới giờ luôn đó. Anh bị Covid chưa? Dạ, bị Covid nữa hả? Chưa đúng không? Cái chích thôi. Người ta đã hồi hộp mà cứ... Nói giỡn anh cho anh quên đi cái hồi hộp đó thôi. Thật ra Linh á, gần anh là Linh chọc Linh riết là anh cũng thoải mái đúng luôn rồi. Mình chọc anh là nói chuyện á, từ từ anh quen đi. Tại vì anh ít có người tiếp xúc á. Ha. Thôi giờ ở nhà tôi tuần 10 ngày tôi dẫn Bình Dương chơi luôn. Anh em mấy người? Dạ... Anh cả chứ hai em gái. Anh cả làm gì? Anh cả làm giáo viên. Rồi, em gái làm gì? À, một em gái ở Sài Gòn đây mà hôm nay đăng ca. Có em gái Sài Gòn đúng không? Dạ. Trời ơi, khỏe rồi. Về gọi điện em gái nói anh ở đây luôn một tuần nữa, được không? Nha, nhớ nha. Dạ. Anh ở Sài Gòn tuần, có cơ hội giúp tôi một phen nha. Ha. Cho con đi chơi cùng nữa. Đúng rồi. Để cho con nó có tình cảm chứ. Nàng ở cái tuổi này. Dẫn gái sở thú có... chơi. Ông ơi, hai không cho con đi đi chơi ha. Hai người tâm sự với nhau. Trời, tôi xoái cặp này quá nha. Ông nghiệp ảnh á. Thương quá. Anh, chị thấy anh sao? Quá hiền. Quá hiền đúng không? Dạ. Có hiền nhưng mà anh giỏi không? Anh làm việc nhiều không? Anh làm dạ. Việc có nhanh không? Dạ, cũng chạp chạp. Ông chạp hả? Chăm sóc ông bà già lớn tuổi được không? À, chăm sóc vợ, giặt quần áo, rửa chén này kia được không? Cái đó là rất tốt nữa. Rất tốt luôn. Đó, vậy thôi. Tùy chị đó. Phụ nữ mình á, mình nói thiệt là mình chỉ cần vậy thôi à. Ừ. Rồi, à, bây giờ thật ra tôi hai người này tôi không biết nói gì luôn á. Ừ, không biết nói gì. Bây giờ à, nãy giờ mình chỉ khơi gợi cho mọi người thấy những cái điều đó thôi. À, rồi tùy chị quyết định nè. Ha. Tùy anh quyết định thôi. Anh có thích người đối diện không? Thích ha. Ôm bây giờ nhớ rồi nha. Rồi bây giờ anh thích đó, thì em cứ bấm nút nha. Còn chuyện bên kia bấm hay không tùy. Tùy vào duyên nào thôi. Để tay vô đây nè. Đây, ngồi sát vô chút xíu. Rồi, nếu mà thích bấm liền luôn nha. Cái này hả? Ừ, thích là cứ bấm. Nhà trai, nhà gái bây giờ không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì nãy giờ là đã nói chuyện với nhau nhiều rồi. Nên bây giờ hai nhà sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1, 2, 3. Trời ơi. Tôi biết trước kết quả rồi. Tôi cũng biết trước kết quả. Bấm rồi, anh bấm rồi. Anh bấm rồi. Không ai trách gì đâu. Đúng rồi. Thật ra là
một người phụ nữ mà gặp người đàn ông hiền lành gì cũng khó, nhát gì cũng khó. Thật ra hỡi những cô gái ở đâu đó không biết, nếu mà có bắt gặp cái hình ảnh này á, nếu có mà sự đồng hợp cảm đó, nếu đồng cảm với anh này á, anh Cường á, Dũng Cường, thì nhắn tin cho chúng tôi nhé. Thật ra nếu mà có gọi là tốt hơn nữa, những người ở Gia Lai, Kon Tum, đúng rồi, Kon Măng Đen hay là Pleiku gì đó, hãy liên lạc với chúng tôi nha. Anh Dũng Cường rất là dễ thương, nhưng nếu phù hợp nha. Còn bây giờ thật sự thì Linh thấy cũng khó. Khó cho chị nha. Không ai trách gì đâu. Và cũng chúc cho anh trai thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn hai anh chị. Về nhớ xem chương trình, rồi có gì tụi tôi liên lạc nha. Yeah. Cảm ơn chị Còn Lan và anh Quỳnh Linh. Rồi. Chúc em cho... cảm ơn Ngọc Lan với anh Quỳnh Linh. Thôi, yeah. Hai người bạn nha, ôm nhau cái chia tay cái đi. Cái này là ôm một người bạn nè. Ôm hai người bạn. Ôm cái bài chia tay. Ta cứ làm bạn với nhau ha. Đó. Trời ơi, dễ thương đó. Quá. Cứ làm bạn nhau ha. Nhớ liên lạc với nhau nha. Dạ. Mà dễ thương quá thôi. Nhưng mà thật ra cũng khó tìm người phù hợp lắm á. Yeah. Anh bây giờ có thể người nào gần anh nó nói chuyện anh nhiều hơn, anh có thể tập mà thêm nhiều cái kỹ năng nhanh hơn chút xíu nữa, được không? Dạ, yeah, cái này bạn tính rồi. Bạn tính rồi đúng không? Không, sẽ có rất là nhiều người sẽ phù hợp với ảnh. Tại chẳng qua tại vì chưa tìm thấy ảnh. Chưa tìm thấy ảnh. Dạ, không sao rồi, cả. Anh chưa chị tìm cũng thấy vậy. Người ta thôi.